tất cả mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người này là phôi, này là gì, khế chua nha mọi người. Khế chua giường ha, khế chua này sống khỏe thường chậu luôn nha anh em. Đó là nuôi trong chậu luôn ha, sống khỏe rồi này, em cắt á, em mới cắt lại cho anh em đó. Giờ sống khỏe thường chậu anh em yên tâm. Đây khế chua ha, dưới mai chiếu thủy, dưới được một cây dâu hạ châu. Đó, dâu hạ châu ha, đó cục u bú nè. Đó, dưới cây sơ ghi. Rồi, cây đầu tiên là cây có mã số N1, cây khế chua ha. Cây khế chua. Sống khỏe thường chậu. À, này nó lên mà cái nhánh của nó bự vậy luôn rồi ha, này nó chậu á. Rồi. Này có mấy cái lỗ đây. Cái này là mặt cắt. Này, mấy cái mặt cắt cũ. Mặt cắt cũ rồi, nó liền lên nè. Liền lại nó có cái lỗ ha. Nó đóng gồng luôn. Rồi quanh luôn. Cây này hành phú đẹp lắm anh em ơi. Hoành nó 60. Hoành 60 là nha. Chiều cao nó là 70. Chiều cao 70. Rồi đường kính cái bầu là 55. Kính bầu 55. Rồi mã số N1 em giao lưu với mọi người 2.500.000 em bao ship. Rồi 2.500.000 bao ship luôn. Theo mã số. Mã số này là mã số K2. N2 lộn. N2 nha mọi người. N2. Mấy cây này là thường chậu ha. Cây này là sống khỏe thường chậu anh em. Đây nè, chừa đọt cho anh em coi nè. Tại mấy này là đọt cao nhỏ nhỏ lên em cắt bỏ. Này mấy cái này là mặt cắt cũ nên nó có cái lỗ. Mặt cắt cũ nó kéo sẹo rồi nên nó còn mấy lỗ này anh em. Đó. Rồi đây có mấy sẹo nè. Cái cọng rễ này nó có cái sẹo ha. À. Cây này sống khỏe thường chậu anh em yên tâm. Bên đây có cái cọng rễ bị sẹo luôn. Đó, về mà chơi thôi. Rồi quạch luôn em ơi. Cây chua ha, hình thú luôn. Hoành 55. 55. Chiều cao nó là 80. Chiều cao 80. Đường kính bầu nó 55. Đường kính bầu 55. N2. N2 em giao lưu với mọi người 1.500.000 em bao ship cho mọi rồi, người. 1.500.000 bao ship ha. Mã số N3 cũng là cây khế chua, sống khỏe thường chậu luôn ha. Anh em thấy nè. Này nguyên lô là thường chậu thế nè. Nè, nuôi chậu không nè. Con số xe dừa cho anh em xem nè. Đó, đây là cái mặt cắt cũ. Cũng clip đây. Rồi anh em nào có khế chua ha, hôm nay em có khế chua nha. Có bông luôn. Khế chua này khế chua bình chậu luôn. Sống khỏe luôn. Hoành 53. 53 hoành. Chiều cao nó là 72. Chiều cao 72. Đường kính cái bầu là 55. Mấy cái này là cái mặt cắt cũ thôi ha. Rồi N3 em giao luôn với mọi người. Rồi 1.500.000 bao ship anh em ơi. Rồi tiếp theo cây mã số N4. N4. Cây cũng sống khỏe thường chậu nghe anh em. Đó. Quả trời đế luôn. Cái cọng đế này nó có cái sẹo ha. Khi cắt cái đó là nó liền lại rồi. À, đây là cái mặt cắt cũ hồi xưa nè, nhưng mà nó liếp lại nên không lỗ nè nghe anh em. Cái bạn nó liền lạc ở đây đặc biệt luôn nha. Quá trời cây đẹp ở đây mình. Tổng hoành nó nhiêu? 68. Tổng hoành 68 luôn anh em. Ngay thước dây ha. Chiều cao đó là 61. Chiều cao 61. Đường kính bầu 60. Đường kính bầu 60. Rồi N4 giao lưu với mọi người là 1.900.000 bao ship. Rồi N4 1.900.000 nghe nè, bao ship luôn. Tiếp theo mã số là N5. N5. Cái chua thường chậu luôn ha. Này cũng khế chua thường chậu sống khỏe nghe anh em. Đó nè. Rồi ngồi cái bệ đế của nó nè mọi người. Quá ơi. Trời bệ đế dữ luôn. Đặt ha. Quẹo luôn. Đặt hết trơn ha. Sống khỏe luôn ha anh em. Được yên tâm ha. Mấy cây này thì nó không có sẹo gì hết trơn, có mấy cái rồi trên này nè, trên đây nó có cái sẹo. Trời ở đây thì không có sẹo hết trơn. Nè, cái này là cái mặt cắt cơ hồi xưa đó. Nó liền lại nó còn nhiêu nè ha. Cục cứng ngắt ha. Cũng vậy luôn. Đó. Lũa trên đây đi. Đó, mặt cắt hồi xưa đó người ta đục đó. Đó, liền xuống dưới nghe nè. Nhưng mà ở dưới đây thì nó không có lỗi nặng gì hết nha. Quá trời cây đặc quẹo luôn. Dưới đây không lỗi nặng gì. Rồi hoành luôn. Hoành nó 67 nha mọi người. 67 hoành luôn anh em ơi. Chiều cao nó là 84. Chiều cao 84. Đường kính cái bầu nó là 55. Đường kính bầu 55. Rồi N5. Rồi 2.200.000 bao ship ha.
N5. Theo mã số N6, máy thủy nuôi dây xanh lá lớn ha. Cây này thì bệ bao hàng cho anh em luôn, bao cũ luôn. Đó, cũ dày đặc luôn. Nó trồng trong cái chậu cả chục năm rồi nè. Đó, nên được cái cũ gì nè. Đó, cũ đặc quẹo hết trơn luôn ha. Cây nhìn cái da là anh em biết nó già dữ lắm, nó già ha. Sống khỏe thường chậu không nghe nè. N6. N6 rồi, mạnh luôn. Rồi, hoành luôn. Quá trời cái củ đẹp anh em ơi. Rồi, em đâu rồi? Thăng trên đi. 25. Rồi, đâu nguyên củ rồi. Ồ, củ. Đây đi. Rồi, xa, 88. Nguyên củ nè. Củ 88 nghe nè. Chị ca nó là 40. Chị ca 40. Đường kính cái bầu là 40. Đường kính bầu 40. Rồi, N6 em giao lưu với mọi người 1 triệu 5 rồi, 1,5 triệu ha. Rồi. Rồi lên luôn đi. Rồi, tiếp theo là N7. N7. Ồ, cây này bệ cũng dữ dằn luôn á, giót luôn ha. Ê. Đó. Đặt cái đầu lại á. Cây này bị dữ lắm, đẹp luôn ha. Để đặt ở trong đây. Để đặt kẹo luôn nghe nè. Rất là đẹp. N7 ha. Đi đầu này, nuôi da xanh lá lớn luôn nha mọi người. Thừng chậu luôn ha. À, cây này bệ đẹp lắm anh em ơi. À, trong đây nè, nó đặt nè. Cái này có mấy cái mặt sẹo nè ha. Rồi, cái rễ này có mấy cái mặt sẹo rễ ha. Chị trình tiếp. Hoành nó là 49. Chiều da nó 73. Giót luôn anh em ơi. Đường kính đầu 41. Rồi, cây này là mã chữ thủy, nuôi da xanh lá lớn. Mã số nó là N7. Em giao lưu với mọi người là 2 triệu bao ship ha. Rồi, 2 triệu bao ship. Rồi, tiếp theo mã số N9 là cây dâu Hạ Châu nghe anh em. Lâu lâu mới có về con cây nghe anh em. Đó. Cây này nó có cục u bú chỗ này rất là quái luôn nè. Giống như dãy gồng vậy. Mắt giống như là trái khóm. Đó. Đó, rất là quái ha. Đế cũng đều lắm ha nè. Đây anh mua được tặng được 2 cái mai con luôn nè. Rồi hoành luôn. Hoành 52. 52 hoành. Ca đó là 1m33. 1m33. Đường kính bầu 61. Này có trồng rễ mình dẫn chỉ nó bị chày ha. Chút xíu rồi nè. Này bề đế nha mọi người. Rất là đẹp ha. Rồi giá luôn. Rồi mã số này là mã số N9, em giao với mọi người là 1.500.000 bao ship. Rồi 1.500.000 anh em ơi, bao ship luôn. Theo là cây sơ ghi nghe anh em. Cây sơ ghi. Cây sơ ghi. Đó, dáng lắc lượng luôn ha. Sơ ghi ngọt. Này là sơ ghi ngọt nha mọi người. Đó. Đây thì lúc vận chuyển người ta chở về anh em bị chày nè, lỗ chỗ này chút ha, với chỗ này báo cho anh em liếc luôn ha. Mà sơ ghi rất là dễ sống anh em. Rồi đâu hoành luôn. Cây sơ ghi cây này có dáng cong rất là đẹp nghe anh em. Rồi quay chỉ rồi. Rồi hoành luôn. Hoành đó là 42. 42 hoành. Cỡ 1m7 anh em ơi. Đường kính bầu 52. Đường kính bầu 52. Rồi giá luôn. Mã số N10 giao lưu với mọi người 2 triệu bao ship. Rồi 2 triệu thôi anh em ơi, bao ship luôn. Sơ ghi. Rồi, tiếp theo. Cây ổi nha anh em. Ổi trái bự bự gì nghe em, ổi xá lị trái bự bự gì nè nghe em. N11 nha mọi người. Đó, N11. Cây củ đế cũng dữ lắm nghe nè. Nè. Này mới bướng về luôn ha. Này mới bướng về luôn ha. Thổi vô ăn luôn. Rồi, đâu hoành luôn.
51 hoành. Chiều cao đó là 65. Chiều cao 65. Đường kính bầu 43. Đường kính bầu 43. Mấy cây này thì em giao tới nhà mọi người là tươi sống thôi ha, còn tùy cách mình trồng em không có bao sống nha mọi người. Rồi N11 giao đuôi mọi người 800 ngàn bao ship. 800 ngàn bao ship luôn nha anh em.